Hòa trong khí thế vui tươi phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới, sáng nay, Đảng bộ thành phố Di An long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố Di An qua các thời kỳ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe lãnh đạo thành phố Di An đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cách mạng Việt Nam. Theo đó, trong suốt chặng đường 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền và làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên rõ rệt. Tự hào và kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Đảng trong 94 năm qua, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Di An đã không ngừng phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng thành phố Di An trở thành đô thị phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Đến nay, Đảng bộ thành phố Di An có tổng cộng 50 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc thành ủy với trên 6.000 đảng viên. Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Di An lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Có thể nói rằng năm 2023, mặc dù do ảnh hưởng cái tình hình suy giảm kinh tế nói chung, nhưng mà với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì Di An cũng đạt và một số cái chỉ tiêu vượt theo kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu phát triển Đảng của chúng tôi đạt hơn 100%. Hôm nay em rất vinh dự và tự hào được đại diện cho tuổi trẻ thành phố Di An tham gia vào buổi họp mặt chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến với buổi họp mặt ngày hôm nay, chúng em sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh của tổ chức đoàn và học theo cái truyền thống của cha anh, tiếp tục đưa cho đoàn Di An nói riêng cũng như thành phố Di An ngày một văn minh và hiện đại.